Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội cựu chiến binh tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2022. Năm năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội cựu chiến binh tỉnh thường xuyên phối hợp chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, hội viên Hội cựu chiến binh thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh về công tác quốc phòng quân sự địa phương. Bên cạnh đó, phối hợp tuyên truyền tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo hiệu quả, đồng thời tham mưu tổ chức tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh. Giai đoạn 2017-2022, toàn tỉnh đã bàn giao 7.550 thanh niên lên đường nhập ngũ, tổ chức gặp mặt tặng quà cho 100% thanh niên với số tiền gần 7 tỷ đồng. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội cựu chiến binh tỉnh còn làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương, xây dựng tổ chức lực lượng, phương tiện, giúp nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh, sớm ổn định cuộc sống, phối hợp thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Quân đội, Hội cựu chiến binh Việt Nam và địa phương phát động. Trọng tâm là chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng đơn vị quân đội vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Hội nghị cũng đã thống nhất chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội cựu chiến binh tỉnh giai đoạn 2022-2027 với những nội dung cụ thể thiết thực, phương pháp tổ chức sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để đảm bảo chất lượng, hiệu quả.